Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục vào chương trình video hôm nay, một số cái mã hàng mới, cực kỳ mới luôn. Đấy, hàng vừa cập bến em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác về những cái mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá. Hôm nay thì về ít được cái mã hàng thùng đạn này, thùng đạn của Mỹ rất xịn luôn. Tí nữa sẽ view trực tiếp bác coi. Ổ điện Nhật này, ấm siêu tốc này, một số mã hàng rất là hay ho nhá trong dịp đầu năm. Đó, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Đấy, và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn. Mà riêng với cái dòng thùng đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính là nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng còn tầm 20-30 năm luôn, thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng khoảng tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn, là các bác biết cái chất tôn của nó nào. Cái miếng thép thép của nó là dày dã man luôn. Đây. Đấy, có phần quai sách này. Đấy. Đây. Ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, đấy, 200 cát này. Hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác mở trong này ra, tay các bác cậy lên này, đấy, sau đó các bác mở ra, đấy, và các bác mở ra nhá. Thì về bên trong đây thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn, tôn rất dày nhá, cái miếng thép này nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái giòn cao su này, khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước lôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào, rất kín, các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, là lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này, ấn nó xuống này. Đấy, một tay các bác ấn này, một tay các bác cài này, đó, thấy không, cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn, đây rất xịn sò, ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi, kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá. Đó, thì em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy, giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 coi nhá, 310.000 một chiếc nha. Đấy, kích thước là 28 nhá, 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp ngon lành với bác luôn. Đấy, khóa rất chắc chặt luôn, khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không, kêu càng keng luôn, cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn luôn. Nặng hơn 3 cân không ơi, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây, cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Các bác cần dùng, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, đóng rồi này, ok luôn. Đó, rồi, bên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18, giá tại bên em đang gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá, U5, em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật, cực kỳ xịn luôn đây. Đấy, sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ nha. Đấy, sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 ổ nhá, chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn. Đó, toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó không bị giật các bác nhá. Đây, nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy, đèn báo cho từng ổ một luôn nhá, các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ở đây nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi, lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy, có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá, Akira đây, Akira. Đấy, max công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, sử dụng là điện 110 đến 220. Đấy, 50-60 hạc này, made in Japan, có nhìn rõ không? Đó, made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn. Dây này của nó sẽ là dây dài 5m nhá, dây dài 5m nên là các bác cũng là thoải mái luôn các bác, dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn, rất ok. Dây khá là to, mềm, đẹp, chắc chắn, phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá, ổ điện U5. Em báo giá bác luôn, đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha, bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy,
toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng made in Japan nhá. Đấy, không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái lô mic hát karaoke đấy của Mỹ đây. Em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy, và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 290.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Shure nhá, Shure. Đấy, hàng made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây, mở ra bao còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5 mét nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5 mét đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần phần đầu này, có nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy. Cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ, có yên tâm về chất lượng đi. Thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chuôi cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bọt hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm, không hú. Đấy, không hú, không dè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây, các bác mở ra cho. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy. Sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thì thảo mình tháo ra mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Shure này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây các con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng này nhá. Nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy, như con này nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng rất là, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là dị. Đó, các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào. Sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi, quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng duyên chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm, đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ nọ kia kia là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao phổ ra luôn, mới keo nguyên túi này này. Rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch hoặc các bác ở nhà mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác không phải ra. Sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò. 20x50 này. Đó, 1000 mét ấy, tương đương khoảng tầm 1 cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy. 270.000 nhá, em báo giá luôn. 270.000 cho một cái chiếc ống nhòm này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ, nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá. Ống nhòm giá bên em đang gửi bác là 270.000 một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270k bao ship, giá rất tốt luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên bác đi giày, đấy, đi chơi, đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, thì mà đôi khi các bác lôi đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian này, các bác mua thêm cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá. Thì về các bác bóc ra. Cái này kiểu dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả, hầu như tất cả các loại giày luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi
20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác qua luôn này. Đấy, đây em vẽ vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào? Đấy thì em sẽ dùng cái khăn này. Em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy. Thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy. Thì có nhìn này. Rất sạch luôn, ở đây nó có một cái lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau. Đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, nên là dùng rất ok nhá. Lên mã thì em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và ba túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thi thoảng mình lau, hoặc lấy ba túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, ở nhà mình cũng xài luôn. 50k ba túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000 túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng rất là hay. Đấy, chuyên thì các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xoong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua cho em cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi rác sắt, búi rác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần đánh rửa xoong mặt nồi thứ này, bàn bếp có thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bát bằng kim loại, các bác có dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân chỉ có 20k một hũ thôi nhá, 20k một hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp là hộp tẩy xanh tẩy xoong nồi. Đấy, đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20.000, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Ôi, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút, rồi xả qua nước và đây là kết quả. Ôi, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xoong nồi cũng nhá, tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng và dùng rất là hay luôn. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá, 5.000 10.000 và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 3.000 này này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá. Thì các bác dùng hai mặt được cho em. Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su, một cái giòn cao su này. Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy, và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn, không là lo nó bị trơn trượt nhá. Cái phần mặt cái phần giòn cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ nó mới suôn sẻ được. Mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó, bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy, đá A này. Đá A thì tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000 mã đá mài A. 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá, đá B. Mã đá B này thì tại bên em đang có giá là đi 80.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 nhá, độ mịn sẽ là 80.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên, còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giòn cao su như này. Đấy, cái giòn để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Đó, em báo giá lần nữa này. Đá A
thì đang có giá là 90 ngàn và đá B đang có giá là 80 ngàn nhá. Đấy, đá A thì là 5.000, 10.000, đá B là 3.000, 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán này bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho, còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá. Chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 cm này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy. Có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều tráng một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt. Các bác mua về ví dụ như là mình có rán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác rán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nhỉ. 30k một cái. Sau đó tí sau thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã nha, em sẽ là cái kệ hai dâu. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua các bác mua này bên em mua vừa tặng được cái sản phẩm vậy. Giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã nha, em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu. Về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái thì đây. Cái này về rất là dễ xài. Đó. Đây em bóc cho bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chỗ nào vị trí các bác muốn sử dụng các bác lấy theo cái miếng ra này. Dán vào đây. Con này cái bằng dính mặt các bác dán lên tường. Đấy thì ví dụ cái khe này các bác cũng dùng để mình để điện thoại ở đây này. Đấy, để điện thoại ở đây. Rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Đấy, trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy, để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây. À, đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác dán lên nhá. Đấy, ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này cũng rất là tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường, cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy, mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để. Đấy, các bác lấy cái này các bác cho vào cũng rất hay. Đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó. 10.000 một cái nhá, 10k một cái kệ hai dâu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác điện thoại đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc thôi nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu đang gửi bác là 10k một cái kệ hai dâu này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy. Cái này thì em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống rồi đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây, một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất đều, rất là mạnh nhá. Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước. Lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên, lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ nhà, một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm nữa là nó rất là ướt át ở mướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đó. 100.000 bộ nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh đang gửi bác là một bộ này là 100k nhá. Một bộ là 100k là chọn bộ luôn. Là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ tay xịt các thứ đầy đủ luôn. Là 100 chọn bộ, như một bộ này là 100.000. Hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. Đó, giá rất hạt rẻ bình dân. Ổ điện U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi. 50.000 một cái ổ này rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây em sẽ
giới thiệu chi tiết luôn này. Nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nha, đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này, đấy của cái bảng mạch này, rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì biết rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây, bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu. Siêu bền luôn, riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó. Về các bác có cổng USB các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây có cả đèn báo luôn này. Đấy. Cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung chân iPhone này, đấy chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type C nhá. Chân này là chân micro USB này và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nô đồng cua đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn đấy bác, mà giá thì rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin này, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái béc phun. Con này thì có hai béc phun, một béc phun cho chế độ là rửa xe. Đấy, và rửa xe rửa sân. Và một cái béc phun để các bác có thể dùng để tưới cây. Đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy, thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này. Rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá. Một cái đốc pin, một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây. Sau đó các bác bật máy này các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin sạc, cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào bật máy test cho bác coi nhá. Đó. Đây.
đó lên này, các bạn nhìn này, đấy vẫn còn nước này, đấy hàng test vẫn còn nguyên nước này, đó nguyên nước luôn nhá, đấy rất ok luôn, đó cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn, đó máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá, cái lực phun nó rất là khỏe luôn, đấy lực phun nó rất là khỏe. Cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này, đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra đấy, về các bác lắp đặt và các bác xài thôi, rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dọ gì đằng nha, đấy mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất là ok luôn đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270.000 một cái thôi đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây là nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này, đấy, bình bọt tuyết này, rồi là còn có cả củ sạc đi kèm luôn đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá, đấy, nguyên hộp nha, đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này, lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất hay, về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình đấy, và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió nữa rồi thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra, và khi mà các bác chụp vào ấy, thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga đấy, thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhé, không bị lòe ra ngoài, thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này đấy, vừa đun vừa đỡ tốn ga vừa nhanh đấy, rồi là rất là sạch sẽ ok luôn đấy, cái phần muội miếng các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần dao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít, thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn đó. Công dụng rất là tốt luôn, nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài, 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này, đấy, thiết kế cái dạng răng cưa, đây là các bác sử dụng, các bác xài rất ok luôn, 30k một cái nhá, lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá, đấy bộ rổ hai lớp, bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là sáu cái mã này, sáu sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, tổng thì sẽ gồm có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở cho bác coi, các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ đấy. Bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay róc nước, róc nước thì các bác dùng làm gì đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào đó thì cái phần nước thừa nó sẽ róc hết xuống phần dưới này đấy, để các bác sử dụng nhá, đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này đấy, thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ, còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này đấy. Thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn đấy, 6 sản phẩm này đây này, 1 này, bộ 1 này đấy, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này đấy. Hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá, đấy bộ rổ hai lớp vuông nhá, đấy kích thước nó có đầy đủ hết luôn, hàng Việt Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng rồi đấy. Con này thì nó là thành phần nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn đấy. Lên mã em sẽ cái bộ rổ vuông đấy, bộ rổ vuông 6 món hai lớp nha, đấy bộ rổ vuông hai lớp, đấy bộ rổ hai lớp nhá, cứ lên mã em sẽ cái bộ rổ hai lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá, bữa trước đang bán bác là 100k đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi, 80.000 đấy. Các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha, đấy một bộ rổ hai lớp vuông 6 món luôn nhau nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn đấy, mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn, 80.000 một bộ luôn nhá, giày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lên mã thì em sẽ là cái bộ chổi hót rác này đấy, bộ chổi kèm với cả hót rác luôn nhá, đấy chổi kèm hót rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn, 160.000 một bộ nhá, 160.000 một bộ này, bộ chổi kèm với hót rác nhá, 160.000 một bộ đây.
mà lắp cho các bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm thì về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra, thì về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào, sau đó các bác xài luôn. Đây nó có cái phần đầu chổi này, đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy, đây dạng đầu cước các bác quét ở môi trường ở bớt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hai của nó đây nó dạng cước này. Đấy thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết về đây nhá. Các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá thì mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt rũ cho em thoải mái luôn. Đó. Đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy thì về các bác sử dụng và các bác mở trong này lên. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nhá. Đấy, thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy, thanh nối bằng inox luôn rất chắc chắn. Đó. Về các bác nối cho em vào với nhau. Đó, đây cả cái phần này thế này. Đó các bác nối với nhau, sau đó một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi, đầu chổi, còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hót rác, có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây các bác nối luôn vào đây cho em. Đó các bác nối đây cho em nhé. Đó các bác nối đây. Đó thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây khi mà các bác sử dụng các bác lắp đặt nó sẽ như này, sẽ gồm có là một chiếc hót rác đi kèm cho các bác là một chiếc chổi này. Cái này rất hay, thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hót rác là các bác dùng thì các bác hót rác rồi. Đấy thì các bác dùng những cái phương án cơ bản như thế, và ví dụ mình có dính tóc các thứ vào đây, các bác cho các bác tuốt này. Đấy, cho các bác tuốt xem. Đấy, ví dụ dính bẩn thì các bác cho các bác tuốt thì nó sẽ bẩn nước thứ nào nó sẽ rơi xuống nhá. Nó sẽ rơi xuống. Đấy, rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác ghép vào lại xem. Các bác cho về nhá, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để ở đấy được, hoặc các bác nếu mà nhiều khi các bác cần thì đây có thể là các bác dùng chân hoặc các bác dùng tay các bác gạt này chưa. Đấy, nó rất là gọn nhá. Đây thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây đó thì nó sẽ thành một bộ này, các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm các bác xách tất này đi, đỡ phải đi tìm nhá. Nhiều khi các bác dọn xong, mình dọn xong rồi chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong lại không thấy hót rác đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm, là lúc nào cái chổi này với cái hót rác này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn. Nên là ký ví dụ như là mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này, các bác quét xong là mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong, đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn, vừa chổi hót rác nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gặp lên nha. Đấy, gặp nha, thành một bộ rất ngon lành luôn. Đấy, nó liên kết với nhau rất hay. Đó, là 160.000 bộ này nhá, 160.000 một bộ chổi kèm với hót rác. Đó, các bác mua một bộ mà được hai luôn. Đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có hót rác luôn, chỉ có 160.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán hết hàng ạ. Đấy đi đây. Vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó lại bị hết hàng. Thì đây đợt này nó về thêm cho bác nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa, đấy chiếu mây nhá, dạng sợi mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn. Nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây. Toàn bộ đèn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy, bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy. Đây có cả cái mặt là dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này, để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã thôi nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8, và hiện tại bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn, và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá, và 1m8 x 2, và tại vì em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá.
chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhé, 160.000 một chiếc chiếu điều hòa. Kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy, đi về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhé. Đấy, xem giường bao nhiêu kích cỡ các bác bao nhiêu thì cứ báo cho em. Đấy, lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo cho em nhé, em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8, bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa chiếu mây, nằm mát mà nằm cực kỳ thích mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4 năm nay nằm rất bền luôn các nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu như cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng ạ. Đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 1m6 x 2, 1m8 x 2, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái chiếu điều hòa. Đấy thì đã có chiếu rồi thì sẽ có luôn cho bác cả gối luôn nhá. Có cả gối luôn thì em hiện tại đang phân phối cái dòng gối công thái học này. Gối nằm cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng gối công thái học nhá, thiết kế dạng thông công thái học nằm rất êm. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà hiện tại đang ngủ ngáy này, ngủ ngáy to này. Rồi là bác đang đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái dòng gối này về. Đấy, nó thiết kế nó dạng là lõm ở giữa này. Đấy, thì khi mà các bác nằm thì cái phần gáy của bác nó sẽ không bị bập bềnh, nó sẽ khớp với lại cái phần khu vực phần đầu này. Đấy, rồi là phần ấy nó sẽ lõm xuống để nó theo cái dạng gối sẽ là kiểu dạng công thái học nhé, nó không bị ảnh hưởng cho đốt sống cổ này. Đấy, rồi là các bác ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì các bác mua cho một con này về, nằm cực kỳ, gối cực kỳ êm luôn và rất là sướng. Đấy, nó thiết kế dạng lõm ở giữa nhá, thì các bác nằm rất là thích luôn. Đó, nằm rất thích. Mà cái gối này nó rất là to này, các bác có thể lăn bên trái, lăn bên phải nhưng mà không bao giờ hết gối luôn. Cái chiều dài gối nó rơi vào khoảng tầm hơn 60 cm cơ, rất to luôn. Thực tế khi các bác nằm hai người một gối thoải mái luôn, nhưng mà theo khuyến cáo nhà xuất thì các bác nên sử dụng là mỗi người một gối nhá. Đấy, để nằm cho nó phát huy hết cái tác dụng công dụng của cái sản phẩm này. Đó, đó là cái chất gối công thái học nhá, chất gối công thái học. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là gối công thái học nhá. Đấy, gối công thái học này, gối công thái học này thì hiện tại em đang sẽ có giá là 120.000 nhá, 120k cho một chiếc gối công thái học này, nằm rất thích luôn. Đấy, nằm rất êm, rất thích. Các bác nhìn cái độ nhún của nó này, các bác cứ ấn cho em thoải mái, đấy, nó về bình thường luôn, ấn thoải mái nó về bình thường. Cái phần bông của nó bên trong rất là hay. Đấy, nó đàn hồi rất tốt luôn nhá, đàn hồi rất tốt, các bác cứ gối thoải mái mà nó vẫn trở về trạng thái ban đầu luôn, nó không bị lõm gối nhà đâu. Đấy, nằm rất là hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chỉ vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái này. Đấy, rồi là giúp các bác không bị đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Gối này thì hiện tại em đang có giá là 120.000 nhá, 120k một chiếc này. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy thì đây, tiếp tục hàng lại về này, dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn ạ. Cái phần đàn ghế nó rất là to, các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bản ghế rất là to. Đây em đo cho bác này, cái đường kính bản ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25, 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó, con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá, thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Và ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện nó là thời tiết các thứ này, môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn sống ở giữa này, nên khi mà bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều. Đấy, mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó coi nhá. Còn đây phần trên này của nó này, đấy, có thiết kế dạng lô này. Đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng, không bị nóng. Đấy, đây bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá, ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá, 50.000 đây em. Đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao nó vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp, giáp,
các thứ này, đấy, ngồi giặt quần áo này, đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này, một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm, đấy các bác nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này, đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá, dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy, nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy, cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền, rất là bền luôn đó. Mà giá là bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000 lên mã giúp cho em sẽ là sở một cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy, 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Em còn một số cái mã hàng về bóng đèn, bóng điện này. Đấy, để các bác cùng tham khảo và đặt mua nhá. Đợt này thì bên em về thêm cho bác là cả cái bóng tròn, nhiều bác hỏi cái mã bóng tròn này lắm ấy. Đấy, bóng tròn cái dạng công suất lớn 100 với lại 50W ấy, thì đợt này nó có về. Đấy thì bên em đang về hai mã, là một mã 100W nhá và một mã là 50W. Đó thì em báo giá luôn. Cái mã 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000. Và cái mã 100W thì đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một quả này. Đấy, dòng bóng đèn LED đuôi xoáy nhá. Của nó thì sẽ ánh sáng màu trắng, cái này là 50 này. Con này thì là 100 nhá. Đấy, dòng sản phẩm tiết kiệm điện này. Đấy, đạt chứng nhận quốc tế luôn nhá. Đấy. Vạch A này thì sẽ là dòng tiết kiệm điện Energy này. Đó, đạt chứng nhận quốc tế luôn, rất xịn sò. Đây em sẽ bóc cho bác xem tham khảo nhá. Quả này thì nó là quả to, quả này to lắm, quả 100W thì rất là to luôn, cực kỳ to. Đấy, nó là dòng bóng LED nhá. Đấy, dòng bóng LED sử dụng dòng chip LED siêu sáng. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy và rất là tiết kiệm điện luôn. Đấy, con này là 100W này, 220. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tương đương với lại là màu trắng. Đó, con này là con 100. Ngoài ra nếu con nhỏ hơn thì là con 60 nhá, 60. Đấy, con 60 đây. À con 50 các bác nhá, con 50, con 50 thì sẽ nhỏ một chút. Đây em sẽ cầm hai con so các bác coi này. Đó, con này nó dùng đuôi xoáy thì về thì các bác kết nối với những cái đuôi nhà mình thì rất ok rồi. Đuôi xoáy thì hiện tại nó là đuôi mã phổ thông nhất rồi. Đó thì em báo giá lại lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn, 100W nhá. Bóng tròn 100W thì đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một bóng nha, 80.000 một bóng nha. Còn cái bóng tròn 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000. Đấy, dòng bóng hàng Việt Nam nhá, của Vạn Quang nhá, của Vạn Quang. Nói chung các bác yên tâm, dòng rất chất lượng luôn mà giá rất là bình dân. Bình thường các bác ra quán giá là quả này ít, người đang bán khoảng tầm 120 cho đến 150 quả luôn. Thực sự các bác luôn, giá cực kỳ tốt mà bóng cực kỳ chất lượng nhá. Cầm một quả bóng cầm rất là chắc chắn luôn. Đó. Đây thì em sẽ kết nối với bác coi này, kết nối bác coi cắm cho bác test cho bác về ánh sáng nhá. Con này 100W thì rất là sáng rồi. Các bác những cái không gian rộng ấy, thì các bác mua cho em cái quả 100W này về các bác cắm này. Đấy thì rất là sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Kinh khủng khiếp luôn này. Đấy, thấy không? Sáng dã man luôn. Đây. Đấy, con này là con 100 nhá, con này là, con này có 100 đúng không? 100. Đấy, 100 thì đang gửi bác giá chỉ có 80.000 một quả thôi. Đấy, rất sáng nhá, cực kỳ sáng luôn này. Đó, 80.000. Còn đấy con nhỏ hơn thì là cái con 60. À 50, 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một quả nhá. 60.000 một quả, con này 100 rất sáng luôn. Đấy thì bác nào không gian rộng này, nhà rộng sân sướng rộng thì các bác mua cho mấy quả to này về này. Còn nếu mà trong phòng là dạng nhỏ nhỏ vừa vừa thì các bác mua cho mấy quả 50 này về này. Đấy là ok. Đấy, dùng thoải mái luôn. Ngoài ra thì có cái loại thì siêu sáng luôn, có cái loại siêu sáng mà rất là sáng luôn. Và cái này thì bên em cũng vẫn đang có bán, thì đó là cái dòng đèn 8 cánh nhá, đèn 8 cánh hiện tại đang có giá sẽ là 190.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn 8 cánh. Con này thì là 190.000, con này thì công suất của nó thì vào là 200W cơ. Đấy, 200W nên là rất là sáng luôn. Cái này phù hợp cho các bác dạng nhà xưởng này. Đấy rồi là các bác hay làm ví dụ như là nhà có công việc sửa xe, sửa cộ này, rồi là ví dụ như là mình hay làm nghề làm các thứ, cần một cái ánh sáng nó ánh sáng rộng mà ánh sáng nó chi tiết. Đấy thì các bác mua trong quả này về. Quả này thì cực kỳ sáng luôn, 200W cơ mà các bác ơi, 200W cơ. Con này thì cũng là đuôi xoáy luôn, sử dụng điện cho em là điện 220 nhá. Và công suất của nó sẽ là 200W. Đấy. Và cái ánh sáng mà các bác đang coi ở trên video thì em cũng đang dùng cái con đèn này để em chiếu, em quay cho bác cũng dùng cái ánh sáng luôn đây. Toàn bộ là cái dàn em đây này. Đấy, toàn bộ đang đây này. Con này đang đây đang dùng này. Con này nó rơi mấy lần nhưng mà vẫn còn rất là bền nhá, cực kỳ bền luôn. Đấy, dã man lên một cái dàn em này. Toàn bộ là đang dùng cái con đèn này hết các nhá. Đang dùng con đèn 8 cánh này. Đấy, đang dùng con đèn 8 cánh này. Nên là có yên tâm là ánh sáng nó rất là sáng luôn. Đấy, nó rất là sáng.
thoải mái các bác xài luôn, nếu mà dùng cái con 8 cánh thì siêu sáng luôn. Đấy. Thì các bác cứ tham khảo nhá. Đấy, tham khảo mã nào thì lấy mã cứ báo nha. Đấy. 8 cánh, 8 cánh công suất 200W nhá. Giá của nó sẽ là vào 190.000 một quả nhá, 190.000 một quả, cũng dòng là dòng LED, dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy. 200.000 cho một 190.000 cho một quả đèn 8 cánh nha, 200W này. Đó, ngoài ra thì sẽ có đuôi đèn đi kèm. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đây. Hiện tại em đang có những cái dạng đuôi vụ như là đuôi cảm biến, đuôi lò xo. Đuôi cảm biến, đuôi lò xo này cái này thì em quay nhiều rồi. Đấy, đuôi cảm biến này thì về các bác lắp đặt rất là dễ. Đấy, lắp ở cổng cửa ra vào này, đường đi lối lại, cầu thang thứ này. Con này nó có chế độ cảm biến khi mà người hoặc là có chuyển động qua cái mắt cảm biến này tự động đèn nó sáng lên, còn không là tự động đèn nó sẽ tắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này, hoặc là các bác lắp ở đầu cổng các thứ này. Đấy, mình làm cái đèn chống trộm cũng rất là hay. Rồi là mình lắp ở đường đi lối lại này, không cần phải bật công tắc nhá. Các bác chỉ việc đi gần đến cái cảm biến này là tự động là đèn nó sẽ sáng lên, và khi mà không có chuyển động thì đèn nó tự động nó sẽ tắt đi nhá. Cái này nó là cái đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến này hiện tại em đang gửi bác giá rất là mềm luôn. Chỉ có là đi 50.000 thôi, 50k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến. Đó, giá đang gửi bác là 50k một cái đuôi đèn cảm biến nha. Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi lò xo này thì em vừa cắm test cho bác coi kết quả đèn vừa nãy rồi. Đấy, cái này thì rất là dễ. Về các bác kết nối với lại bóng nha. Đấy, xoáy vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn. Đó, sẽ sáng lên. Thì ở đây nó sẽ tích hợp một cái công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác tắt đi, không dùng dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, dùng thì bật lên, không dùng tắt đi như thế đâu. Rất ok vì ở đây nó có tích hợp công tắc này. Ở đây nó có cái phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn, rất là hay. Đó, nó có cái phần lò xo thì em hay gọi cái này là nó là cái đuôi đèn lò xo nhá các nhá. Đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k một cái nhá. 30k một cái, nó có thể bẻ các hướng các kiểu, rồi là có phần công tắc ở đây rất tiện dụng luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là sai. Cái con này thì nó thực ra các bác dùng làm một cái đuôi đèn để các bác di chuyển di động mang đi mọi chỗ mọi nơi rất là tiện luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này nó có giá là 30.000 thôi. 30k một cái đuôi đèn lò xo này, giá rất bình dân, hàng rẻ luôn. Tiếp theo thì năm nay là năm con rồng. Đó thì em về một số cái mã hàng liên quan đến cái con rồng này. Đó thì đây, lần này về một ít cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng nhá, cái móc khóa hình con rồng. Để về các bác móc vào chìa khóa này, móc vào đồ các thứ nhà mình rất là hay luôn. Đấy, biểu tượng hình con rồng này, cho một năm gọi là rực rỡ như rồng luôn nhá. Đấy, bay hướng, đang hướng bay lên trời này, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này sẽ có móc miếc các thứ này, rồi là móc khuy, móc đeo đồ đeo chìa khóa này rất đẹp luôn nhá. Rồng mạ vàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái móc khóa rồng này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 25.000 một cái nhá. 25.000 cho một cái móc khóa rồng nha. Chỉ có 25.000 thôi. Đấy, mua về. Các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sưu tầm, mua về mình để mình dùng cũng ok luôn nhá. Đấy, móc khóa rồng 25k nhá. Rất đẹp luôn. Đó đây. Mạ vàng cực kỳ ok luôn này. Đấy, có phần móc đồ, móc đeo chiều các thứ, đeo chìa khóa thứ, móc vào đồ các thứ là ok luôn. 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái móc khóa rồng nha các bác nhá. 25.000 một cái. Đấy là cái móc khóa hình con rồng cho biểu tượng năm nay. Rồi tiếp theo thì đây. Đợt này có về thêm cho bác đó là cái mẫu này rất là mới này, đó là cái miếng dán con mèo vàng. Đấy, miếng dán con mèo vàng, cái miếng dán này thì đem lại tài lộc này, đấy, cho gia chủ này, rất là ok luôn nhá. Thì cái miếng dán mèo vàng thần tài này thì giá sẽ là 5k một miếng nhá, 5k một miếng. Đấy, đi về các bác lấy ra, sau đó các bác bóc cho em. Đấy, bóc ra cho em. Các bác bóc ra, sau đó là các bác dán trực tiếp, ví dụ như là dán vào đồ đấy, hoặc là các bác dán vào điện thoại này. Đấy, bác có bóc qua cái mặt này ra. Đấy, ở đây nó có một lớp giấy bóng này. Đấy, các bác bóc qua này. Đấy, dán trực tiếp vào ví dụ như đây thì em đang dán với cái con điện thoại em này. Đấy, cái điện thoại em đang xài này. Đấy, dán trực tiếp với cái điện thoại này các bác xài nhá. Đấy, con này thì giúp gia chủ ăn nên làm ra này. Đấy, rồi là tiền vào như nước này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy là cái con mèo vàng thần tài nhá, con mèo vàng thần tài. Đấy, về các bác dán vào. Cái này thì chỉ có 5.000 thôi các nhá. 5.000 một cái con 5.000 một cái con mèo vàng thần tài này. Các bác mua về cũng có thể là làm quà biếu tặng cũng ok luôn. Đấy, tặng bạn bè người thân trong cái dịp đầu năm mới này. Rồi là mình mua về mình xài, mình sử dụng, mình dán vào điện thoại. Đấy, vừa đẹp điện thoại này, rồi vừa mang lại may mắn, rồi là sung túc giàu sang cho chủ nhân của cái con mèo này có nhá. Đấy, rất ok luôn. Mèo vàng thần tài nhá, cái miếng dán mèo vàng thần tài. Đó thì đây, dán trực tiếp vào điện thoại hoặc là các bác dán vào đồ đạc nhà mình ok. Đó, 5k một miếng nhá, 5k một miếng
mèo rán thần tài này. Đấy, 5k một miếng nha các bác nhá. 5k một miếng, rất giá rất bình dân luôn. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật thì hiện tại em đã có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ nhá. Đấy. Khay chữ nhật, khay chữ nhật. Đấy, để em lấy cho. Đó, đây. Hiện tại đang có hai mã nhá, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Su 304 nhá. Đấy, Su 304 inox luôn. Đó. Cái khay này là khay to này, khay này là khay nhỏ này. Khay to này thì cái chiều dài của nó là rơi vào là 25 này. Cái khay nhỏ là chiều dài của nó rơi vào là khoảng tầm 12 13 này. Đó, 12 13. Và toàn bộ cái dòng khay này thì nó đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có nắp đậy luôn. Về các bác ví dụ mua về, các bác sử dụng đựng đồ này. Đấy, đựng đồ, đựng thức ăn vào đây, bảo quản đồ thức ăn. Rồi là các bác mang đi công trình công trường. Đấy, mình làm mình đựng đồ đạc, đựng đồ ăn các thứ đây rất sạch sẽ luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác có đồ ăn mà ví dụ các bác muốn bảo quản, các bác cho vào đây, lấy cái nắp các bác đậy cho em vào, cho vào trong tủ lạnh rất ok luôn. Và cái con này nó có nắp thì các bác có thể ví dụ để chồng lên nhau luôn. Đó. Thì em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật này hiện tại em đang gửi bác giá rất tốt. Khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật thì sẽ có là khay to. Khay to thì hiện tại em đang bán giá là 40.000 nhá. Và khay nhỏ nhá. Khay nhỏ thì đang sẽ có giá là 20.000. Và toàn bộ khay này nó đều có nắp đậy luôn nhá. Khay to là 40, khay nhỏ là 20 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật. Đấy. Đấy, nó hình chữ nhật đó. À, khay to 40, khay nhỏ là 20 nhá. Khay nhỏ 20. Đó, đi về các bác đựng thức ăn, rồi là đựng các thứ vào đây, bảo quản thức ăn và bỏ trong tủ lạnh cũng rất là sạch sẽ, ok luôn. Inox 304 nhá. Su 304 này. Đấy, Su 304. Đó. À, nhỏ 20, to 40 nhá. À, cạo râu bạc, cạo râu gian đu nhá. Đấy, cạo râu gian đu hình ông già thì tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi. 90.000 cho một cái con máy của dâu này, giá quá hạt rẻ luôn, cạo cực kỳ là sắc bén. Đấy, các bác mua về con này thì tiếng nọ em bán rất nhiều. Giá nó quá bình dân, nó chỉ có 90.000 một con thôi. Rồi, đấy, bật máy lên. Con này nó còn có cả tông đơ luôn này. Đấy, các bác gạt cho em đút lên, con có cả tông đơ, ví dụ dâu các bác già này các bác dùng này, các bác rũi tông qua một lượt đi. Đấy, sau khi mà dâu nó ngắn rồi các bác dùng cái này các bác cạo rất sạch luôn. Đấy, bật máy lên này. Các bác cứ cho đây các bác cạo này. Con này các bác cứ ấn sát vào, xong rồi các bác di cho đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay nhá. Nhiều bác họ bảo là cạo không đi. Đấy là do các bác cách các bác chưa biết dùng thôi. Còn nếu mà các bác dùng thì các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay, ấn sát và di đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay thì nó sẽ ăn vào những cái chân của cái lưỡi này sẽ rất là sạch luôn. Đó. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Và đây là cái phần chân sạc nó này. Đẩy cho em cái cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài. Con này sạc một lần các bác xài chắc là phải cả nửa tháng, có khi xài cả tháng luôn. Nó rất là pin, rất là trâu bò nhá. Đấy, hàng mới như hộp như này. Lên mã em sẽ là cái con máy cạo râu bạc nhá, hoặc là máy cạo râu JD đều được. Đấy, cạo râu bạc đi. Cạo râu bạc này. Cạo râu bạc giá của nó sẽ là đi 90k một cái nhá, 90k một cái máy cạo râu bạc nha. Nhiều bác hỏi là cái sản phẩm này thì có lưỡi thay thế không, thì em báo luôn là bên em có nhá. Đấy, đợt này thì nó có hàng lưỡi để các bác có thể mua kèm. Đấy, hoặc là bữa trước thì nhiều bác chưa mua được, thì hôm nay xem được cái video này, nếu mà các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lưỡi thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại em đang bán lẻ một cái bộ lưỡi nha. Đấy, là bao gồm là một cái màng và một cái lưỡi nha. Thì bao gồm là một bộ này là hai cái là 20.000 nhá, hai cái là 20.000. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi máy cạo râu bạc nhá. Bộ lưỡi của máy cạo râu bạc. Đấy, thì bên em hoặc là máy cạo râu hình ông già nha. Hình ông già đang ngậm tẩu hút thuốc này. Đấy, thì một bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế. Còn nếu mà các bác mua nguyên máy, nó có sẵn lưỡi đầy đủ hết rồi, thì một bộ máy này thì là 90.000, còn mua thêm lưỡi thì là 20.000 một bộ nhé, 20.000 một bộ. Đấy là tùy nhu cầu, các bác có thể là mua kèm cả lưỡi và các bác có thể mua nguyên máy đều được nhé. À, nhiều bác hỏi đũa thìa inox bên em có không, thì đây, em cũng còn một ít nữa em cũng xả luôn bác này. Đấy, thì hiện tại bên em đang có đũa và thìa inox nhé, đũa và thìa inox thì đây. Hiện tại đang có là thìa inox một hộp 5 chiếc này, và đũa inox thì cũng là một hộp 5 chiếc luôn. Đũa này thì dòng đũa thìa này thì toàn bộ là của thương hiệu Wailing nhá, của Đức. Đấy, hình hai thằng người này, Wailing của Đức nhá. Một hộp thìa như này thì sẽ gồm có là năm đôi, à một hộp đũa này sẽ có 5 đôi Su 304. Phần đầu đũa thì sẽ thiết kế theo dạng là chống trơn trượt này. Đấy, các bác gắp cho em thoải mái, gắp thao hồ luôn, không lo bị trơn trượt. Các bác dùng đũa inox thì yên tâm rồi, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, rất sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe luôn. Đấy, Su 304 nhá, đũa rất đẹp luôn. Cái này thì sẽ là đũa inox nhá, đũa inox.
Một hộp này là 5 đôi nhá, một hộp là 5 đôi. Đấy, và giá sẽ là 50 ngàn thôi, 50 ngàn một hộp nha. Cũng đang xả nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 7-8 nghìn hộp đấy. Đợt này đang xả cho bác chỉ có 50 ngàn một hộp thôi. Đấy, và thìa đây. Thìa cũng logo Wailing này, quá ok luôn. Thìa rất là dày nhá. Các bác dùng những cái thìa này thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Thìa nó dày cực kỳ. Đây này. Để em lấy em gõ hai cái bác nghe này. Đấy, các bác nghe tiếng nó cục cục này. Đấy, các bác biết thìa nó rất là dày rồi. Đấy, thì một hộp thìa như này sẽ gồm có là 5 cái này. Đấy, thì sẽ có giá là 5k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa inox này. Đũa inox này. Đũa inox của Đức thôi nhá. Đũa inox của Đức thì một hộp 5 đôi này sẽ có giá là 50k. Và một cái hộp thìa inox 5 cái của Đức thôi nhá. Đấy, thì một hộp này thì sẽ có là 5 thìa. Thìa inox này, thìa inox 5 cái, 5 cây sẽ có giá là 50k luôn. Bán đồng giá bác là 50.000. Thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhá. Lấy thìa báo cho em, lấy đũa báo cho em. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp thìa inox 5 cái của Đức thôi nhá. Giá đang bán là 50k. Và cái hộp đũa inox 5 cái, 5 đôi nhá, 5 đôi của Đức thì cũng đang bán cho bác giá là 50.000 một hộp nha. Giá rất hạt rẻ bình dân mà hàng rất ok luôn. Cái này bên em bán khá nhiều rồi. Đấy, Tết nhất các bác mua về xài. Đũa thì inox nhá, bán đồng giá là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn hai cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, em cũng lên mã xả kho luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay inox 5 tầng nhá, bộ khay inox 5 tầng. Hôm nay em cũng còn có hai bộ, em cũng giảm giá luôn. Bộ khay inox này. Khay bộ khay 5 tầng, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bữa trước đang bán với bác là 90.000. Hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, giá chỉ có 50.000 một bộ thôi, 50k một cái bộ khay 5 tầng nha, 50k một bộ nhá. Sẽ gồm có là 50 khay. Đấy, nó xếp chồng tầng nhau thì gọi là khay 5 tầng nhá. Kích thước của nó sẽ là từng khay 1 này, 10 này, 12, 14, 16 và 18 này. Đấy. Tổng thể kích thước nhá. Đấy, thì khay này về các bác dùng để đựng đồ này. Mình bảo quản đồ để trong tủ lạnh các thứ này. Đấy, để trong tủ lạnh. Các thứ rất là ok luôn. Rồi là ví dụ các bác có mang đi làm này, rồi là sử dụng ok. Đây. Một cái bộ này sẽ gồm có là 5 cái khay tròn nha, 5 cái khay tròn xe nha. Đấy, 5 cái khay tròn xe này. 1 này, 2 này, 3 4 5. Đấy, đây. Đi về các bác sử dụng nhá. Mình đựng đồ ăn, bảo quản đồ ăn vào đây. Và các bác cho đồ ăn đấy các bác để trong tủ lạnh cũng ok. Đấy, và đi kèm sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, mỗi khay là đều có một cái nắp đậy nha các bác nhá. Mỗi khay một cái nắp đậy này rất là kín luôn. Rất ok luôn. Đấy, mỗi khay một cái nắp đậy nha. Đây một khay một cái này. Đấy, và còn lại ở đây 4 cái thì về các bác hợp cái nào các bác đeo đấy có thế thôi, nó có từng cỡ, nó chia cỡ hết rồi. Đấy, 5 cái nắp và 5 cái khay. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, bộ khay 5 tầng rất là đẹp luôn. Đấy, trên hình các bác đang coi đây. Bộ khay 5 tầng. Đó. Một bộ này đang xả bán này bác luôn. Giá sẽ là 50k một bộ nhá, bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng 50.000 nhá. Kích thước thì cái nhỏ nhất sẽ là 10cm này, đường kính ấy, cái này là đường kính ấy, mà thứ hai là 12 này. Cái bộ thứ 3 là 14 này, thứ 4 là 16 và cái loại to nhất, cái khay to nhất này, cái khay tròn to nhất thì sẽ là 18 nhá. Toàn bộ là 5 cái khay tròn nó chồng tầng nhau. Đấy thì về các bác sử dụng bảo quản đồ ăn các thứ này, sử dụng đựng đồ ăn cũng ok luôn. Bộ khay 5 tầng nhá, 50.000 một bộ thôi. 50.000 một bộ, em đang xả kho bán anh luôn ạ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đen. Hôm nay em cũng còn có duy nhất một bộ, cũng lên mã xả kho cái bộ dao đen này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao đen này. Bộ dao đen này thì đây, lấy cho bác coi. Một bộ dao đen sẽ gồm có bác là 3 dao này. Đấy, 3 cái cây dao của thương hiệu Asaka Japan nhá. Đấy, 3 cây dao này. Một cái cây dao kiểu dạng thái bản to này. Đấy, một cái cây dao vừa lọc vừa thái này. Đấy, và một cái con dao nhỏ để về các bác có sử dụng, các bác dùng để các bác gọt hoa quả này. Đấy, gọt hoa quả hàng cực kỳ sắc bén luôn. Các bác mua về gọt hoa quả. Một cái cây, cái này là cái khuôn nhá. Cái khuôn để các bác có thể làm bánh này. Rồi các bác dán trứng tạo khuôn hình trái tim rất là ok luôn. Đấy, khuôn hình trái tim rất là đẹp luôn này. Đấy, một cái khuôn hình trái tim. Và một cái này rất là hay. Cái này chắc là nhiều bác nhìn nó khá là lạ. Đó là cái dụng cụ để các bác có thể là khui bia, hoặc là các bác có thể dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đánh vẩy cá, con này dùng rất là hay luôn. Đấy, dùng để các bác đánh vẩy cá rất là hợp lý luôn. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là đi tổng là 2 4 5 món nhá, 5 món thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ dao đen nhá. Đấy, bộ dao đen. Em còn có đúng duy nhất một bộ thôi, em cũng lên mã xả cái bộ luôn. Bữa trước cái bộ dao đen này thì đang bán là 150.000. Hôm nay em còn duy nhất một bộ xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có là đi bao nhiêu ạ? Bộ dao đen này giá sẽ chỉ còn là đi 70.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đen nhá.
bộ dao đen của Asaka Japan đấy, chất thép SK5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. 70.000 một bộ đâu nhá, 70k bộ này đấy, bán nhanh xả kho luôn. 70k bộ đấy, bộ dao đen, bộ dao đen 70k bộ này giá quá hạt rẻ luôn. 70k các bác sở hữu cho em là ba con dao, một cái khuôn, một cái khuôn này, một cái khuôn để các bác làm bánh và một cái cây để các bác đánh vẩy cá, ok luôn. Bộ dao đen nhá, cứ lên mã cho em sẽ được bộ dao đen 70.000 một bộ dao đen đấy nhá, 70k một bộ nha. À, Japan nhá, em còn có duy nhất một bộ, em cũng lên mã xả kho luôn cái bộ luôn. Đấy, số lượng duy nhất là còn đúng một bộ thôi nhá, đúng một bộ thôi, không có nhiều đâu. Đúng bộ này, bộ dao hàng mới nộp luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ gồm có bác là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ dao nhá, một cái giá đỡ dao. Đấy. Và bên trong này thì sẽ là cái hộp đựng dao này. Đấy, một cái hộp đựng dao rất ok luôn. Đây, bóc cho bác coi. Một cái hộp đựng dao. Đựng dao kéo thứ trong đầy đủ hết nhá. Đó, đầy đủ trong hết luôn. Đây. Bóc cho bác coi. Đấy. Đầu tiên thì sẽ gồm có cho bác là một cái cây kéo này, một cây kéo nhá. Đấy, để các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, rau củ quả cực kỳ sắc bén nhá, thấy không? Cắt rất ngọt ngào luôn này. Đấy, cắt ok luôn. Đó, rồi, một cái cây kéo này. Cắt nhà bếp ok này. Tiếp theo thì là đây để giá này để lên. Đó, một cây kéo này. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này, một cây liếc mài nhá. Đấy, đi về ví dụ dao các bác nhụt các bác cho đây các bác liếc này. Đó, một cây liếc mài. Cái này em quay lướt quay nhanh thôi. Đó, vì số lượng nó còn có một bộ thôi, quay nhanh bác luôn. Tiếp theo là một cái cây dao để chuyên các bác lọc và thái này. Cây này chuyên lọc thái nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân nhá. Con này chuyên để lọc và thái nhá, chuyên lọc và thái, hàng rất sắc bén luôn. Rồi tiếp theo nữa thì là một cái con dao dạng thái bản to nhé, con này là các bác thái bản to. Đấy, thái hoặc là các bác băm. Đấy, thái hoặc là các bác băm, băm nhẹ hoặc các bác thái bản to là các bác dùng này cho. Đấy, rất ok, dao cực kỳ sắc bén nhé, các bác dùng gia đình nó quá ok cái bộ này rồi đó. Rồi tiếp theo thì là một cái con dao gọi là vừa chặt vừa thái nhé, con này vừa chặt vừa thái này. Đấy, vừa chặt vừa thái ok luôn. Đấy, khá là dày nhá, vừa chặt vừa thái Asaka Japan, cực kỳ đẹp luôn, bộ này rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này thì sẽ gồm có các bác tổng là, đây trên tay em đang cầm đây, sẽ gồm có các bác tổng là 6 món nhá. Thì em sẽ tính với bác luôn này, đầu tiên sẽ là một cái giá đỡ này. Đấy. Và có cho bác là tổng là 3 con dao thì sẽ là 4 món này, một cái cây kéo là 5 và một cái cây liếc mài là 6, thì tổng một bộ nhà này. Đây, đấy, đây. Tổng một bộ nhà là 6 món nhá, tổng một bộ nhà là 6 món. Là bao gồm là 3 dao, một kéo, một liếc mài và một giá đỡ nhà. Tổng một bộ này là 6 món và hôm nay em sẽ xả kho cái bộ luôn. Em còn có duy nhất một bộ dao 6 món không nhá. Còn duy nhất một bộ nhá. Các bác nào nhanh tay thì được luôn này, chậm tay thì hết này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Bữa trước cái mã này bên em đang bán là bộ dao 6 món. Bữa trước đang bán là 250k. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, xả kho bán lỗ vốn tri ân bác luôn. 130.000. 130k một cái bộ dao 6 món này, chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130k. Sở hữu cho em là 6 món luôn. Đấy, 6 món luôn. Đây em quay lại bác coi nhá. À, một giá đỡ này, ba con dao này, một cái cây liếc mài và một cái cây kéo này, tổng là 6 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giá xả sập sàn luôn. Đấy, thanh lý duy nhất còn có một bộ nhá. Rồi, qua cái mã hàng tiếp theo này. Ở đây tiếp theo ở đây em còn một ít cái này là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn, túi bọc nhà bếp này. Đấy, ví dụ như là bát đũa thứ nhà mình các bác muốn những cái món nấu ăn nhà mình ấy, khi mà các bác nấu xong đấy, các bác muốn kiếm một cái gì các bác bọc vào, ví dụ là các bác ở nhà là hay mua những cái màng co ấy, các bác bọc vào thì nó rất là mất công, nhưng mà con này rất là tiện nhá. Thì các bác mua cho em một cái túi này về, một cái túi này sẽ gồm có là 100 cái màng bọc nhỏ này, 100 cái màng bọc nhỏ này, thì về các bác cứ dở này ra. Sau đó là các bác bọc cho em vào cái bát cái đĩa này mình. Đây, để em lấy cái bát bọc cho bác coi này. Đây nhá, ví dụ như là nhà các bác là trong cái bát này hiện tại đang có đồ ăn hoặc là một cái bát canh này, các bác muốn bọc vào. Đấy, để cho nó đỡ ruồi muỗi nó bâu này. Đấy, rồi là côn trùng con chiếc các thứ nó không bay vào này. Đấy, rồi là cho nó kín này. Rồi, ví dụ các bác mình có bảo quản đồ mình để trong tủ lạnh này. Đấy, thì mình lấy cái này, các bác bọc vào cho em. Kín ngon lành luôn nhá. Ở đây nó có cái vần dây thun này, nó sẽ thít vào luôn. Đấy, rất ok. Bọc kín cái bát này luôn nhá. Kín ngon lành luôn. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Và khi nào các bác dùng thì các bác sẽ dở ra. Và nếu mà muốn dùng tiếp các bác lại bọc nó vào. Đấy, các bác cứ giữ. Làm sao nó nhẹ nhàng, dùng nó nhẹ nhàng, đừng có mạnh tay được. Mạnh tay quá thì nó rách có thế thôi. Đấy. Còn nói chung là nó cũng khá là dai. Đấy, thì một cái bọc, một cái bịch này nhá, một cái bịch này là sẽ có các bác là 100 cái nhá. Một cái bịch này là 100 cái nhỏ như này. Đây này, nó có từng cái nhỏ một nha.
ở đây nó có phần dây thu nó co giãn này, đó, dây thu nó co giãn, các bác có thể bọc vào bát này, vào đĩa, ok luôn, đấy, vào bát vào đĩa, bọc thức ăn nhà mình nhá, đấy, tránh bị ruồi muỗi côn trùng nó bâu vào, đấy, rồi cho nó bảo quản trong tủ lạnh này, rồi là đỡ bị mất mùi mất vị thức ăn nhá, các bác nhá, ok luôn, đấy, đặc biệt là cái dịp Tết nhất đến nơi rồi, các bác cỗ bàn rất là nhiều, thì các bác mua cho em cái túi về có bọc rất là hay luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn, đấy thì một túi này là 100 chiếc, em cũng lên mã xả kho luôn. Đấy. Bữa trước đang bán bác là 30.000 một túi, hôm nay em còn ít nữa, xả kho luôn. Lên mã em sẽ là cái túi bọc thức ăn. Bữa trước đang bán là 30k, hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn. 10k một túi nhá. Một túi này là 100 cái. Đấy, 10k một túi rồi, chỉ có 10.000 một cái túi bọc thức ăn nha. Đấy, 100 cái luôn, 10.000 một túi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái vỉ gác chảo rán bằng inox này. Đấy, rất là hay. Cái vỉ gác này thì size của nó sẽ là từ 28 đến 30, tức là cái chảo của bác là từ size từ 28 đến 30 là cái con này có thể dùng được này. Đấy, các bác gắn lên, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nem, rán những cái đồ chiên rán mà rất là nhiều dầu mỡ, các bác muốn gác lên để cho nó đỡ ráo dầu, cho nó đỡ đi. Đấy, sau đó các bác cắp ra thì các bác dùng này cho em, rất tiện dụng luôn. Lên mã em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá. Một cái vỉ này hiện tại em báo giá luôn. Bữa trước bên em đang bán bác là đi 80.000, mà em còn có hai cái bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có là đi 40.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá. Vỉ gác chảo rán. Đấy, còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái vỉ gác chảo rán này bằng inox nhá. Đây để em lấy một cái em quay test bác coi này. Đấy, em còn có hai cái bán nhanh bác luôn. Còn hai cái bán nốt nhá. Cái này là inox dùng xịn lắm. Tết nhất các bác rán nấu nhiều ấy, những cái món rán, rán nem ra nước này. Đấy, các bác rán là rất hay nhiều dầu nhiều mỡ này. Đấy. Bình thường là các bác bỏ ra đĩa đĩa các thứ ra ấy, là nó rất hay nhiều dầu nhiều mỡ nhá, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó là một cái vỉ gác nha. Đấy, ví dụ như là có cái chảo sẵn nha, để vào đây cho em. Đó, khi mà các bác rán xong thì các bác để những cái đồ chiên rán vào đây thì nó sẽ róc mỡ xuống nhá, và khi nào mà róc mỡ xong các bác gắp ra, ok luôn, rất là thông minh nhá, bằng inox Blanc 4. Chảo là chảo từ 28 nhá, chảo từ 28 đến 30 là các bác có thể xài được. Đấy, chảo từ 28 đến 30 nhá. Size của nó sẽ là size phi 28 đến 30. Đó, rất ok luôn. Vì gác chảo nhá. Em còn có một hai còn hai cái nhá, còn hai cái xả kho luôn. 40.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ gác chảo rán 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái khay đĩa tròn này. Đấy, để về các bác Tết nhất các bác bày hoa quả này, bày bánh kẹo này, bày đồ ăn lên này, rất đẹp luôn. Một cái khay đĩa tròn 5 cái này, hàng của thương hiệu Wailing của Đức nhá. Đấy, con này inox 304 luôn. Đây, một cái set này sẽ gồm có cho bác là 5 khay nha. Các bác nhìn này, 5 cái khay như trên hình các bác đang coi này. Đấy, 5 cái khay. Nó sẽ có là 5 khay từ to đến nhỏ này. Đấy, mỗi cái khay này thì... đây các đợi chút em lấy cái thước đo bác coi. Đây nhá, em sẽ đo bác này. Thì với cái khay này, kích thước của nó thì khay nhỏ nhất của nó sẽ là vào 14 này. Khay khay to nhất thì sẽ khay thứ hai sẽ là vào 17 này, khay thứ ba này sẽ là vào 20 này. Khay thứ tư này của nó sẽ là vào 23 này, và khay lớn nhất của nó sẽ vào là 26 nhá, 26. Đấy, rất ok. Thì sẽ gồm có là 5 khay này. Đấy, một khay nhỏ nhất này. Tiếp đến cái khay thứ hai này. Đấy, khay thứ ba này. Khay thứ tư này, và khay to nhất là khay thứ năm. Đây. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Các thấy không? Quá đẹp luôn nhá. Logo thương hiệu Wailing có in trên sản phẩm luôn, hàng của Đức nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Về các bác dùng để các bác bày hoa quả này. Đấy, bày mâm ngũ quả các thứ lên đây này. Bày hoa, bày quả, bày bánh, bày kẹo Tết nhất. Các bác bày đồ ăn các thứ lên đây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sang trọng lịch sự nhá. Đây, một cái bộ khay của nó sẽ như này. Đấy, trên hình các bác đang coi đây. Đấy, để vào cũng trên tay em đang cầm đây. Thực tế là 5 cái khay đây, rất đẹp luôn. Sáng choang luôn nhá, sáng choang luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái. Bộ khay tròn inox 5 cái nhá. Bộ khay tròn 5 cái đi. Cứ lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn. Bộ khay tròn 5 cái nhá. Bữa trước thì cái này đang bán là 190.000, mà em còn có duy nhất một bộ, cũng bán nhanh xả kho luôn. 100.000 một bộ nhá. 100.000 một bộ. Lên mã em sẽ cái bộ khay tròn 5 cái của Đức nhá. Đấy, bộ khay tròn 5 cái. 100.000 một bộ này, bán nhanh xả kho luôn này. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, cái bộ chổi bụi nó rất là hay. Cái bộ này nó thiết kế rất là hay, là nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này, này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là trên những cái chỗ như là ban bàn thờ này, các bác dọn dẹp này. Đấy. Rồi là những cái chỗ khe kẽ là mình mang cái con chổi to nên rất là lồng còng, thì các bác mua cho em cái bộ này về. Một cái bộ này thì chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi quét bụi ở ban bàn thờ nhá. Đấy, bộ chổi quét bụi ở ban bàn thờ. Đấy, hoặc là cái bộ chổi quét bụi mini đấy, bộ chổi quét bụi này, chổi quét bụi mini nhá, chổi quét bụi
mini đấy, các bác dùng ở quét ở ban bàn thờ thứ là những cái chỗ mà kia kia đấy, không cồng kềnh các bác không lôn được thì các bác lấy mua cho cái bộ này. À, giá bộ này đang gửi bác là 30k một bộ nhá, 30k một cái bộ này sẽ cùng có là một cái con sổi này và một cái gầu hót rác nhá. Đấy, ví dụ cho các bác dọn dẹp cái phần ban bàn thờ đấy, nó nhỏ gọn xinh xinh này đấy, các bác dùng để các bác khua khua những cái bụi này, những cái phần khe kẽ đấy rồi các bác khua rất ok đấy. Rồi các bác có thể dùng cái con sổ này, những phần khe kẽ các bác dùng để các bác phẩy này đấy, các bác phẩy, các bác dọn dẹp những cái phần khung cửa sổ này cũng rất là hợp lý luôn nhá. Giá thì bình dân thôi, nó chỉ có 30 ngàn một bộ nhá. Đấy, cái phần đầu nó sẽ phần cước này đấy, phần cước rất là bông luôn đó, phần cước rất là dẻo và bông đấy, và một cái gầu hót rác đi kèm nha. Giá đang gửi bác là 30k một bộ nhá, bộ 30k bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi quét bụi mini nhá, bộ chổi quét bụi mini dọn dẹp ban bàn thờ khe kẽ những cái chỗ mà cồng kềnh, các bác không mang được những cái bộ chổi to này các bác mua trên cái bộ này về đấy, 30k một bộ chổi quét bụi mini nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp cái hộp này là cái hộp tẩy xanh này, lên mã giúp em sẽ cái hộp tẩy xanh để về các bác dùng để tẩy son tẩy nồi đấy, dịp cuối năm các bác dọn dẹp nhà cửa này đấy, son nồi thứ là các bác cũng là đánh rửa sạch sẽ thì các bác mua trong cái lọ này về. Một cái lọ tẩy xanh này thì giá là bình dân thôi, nó chỉ có 20.000 một lọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ tẩy xanh nhá, lọ tẩy xanh các bác dùng để tẩy son nồi nhá, 20k nhá, 20k một cái lọ tẩy xanh nha, 20k một lọ này, đó giá cực kỳ bình dân luôn. Đây thì nó là cái dạng, đây nó là cái dạng bột bột này, này đấy, một cái dạng bột này thì cái này về rất là dễ xài thôi. Ví dụ xong nồi nhà mình thì các bác rửa qua cho em một cái lượt nước đi, sau đó các bác dùng này các bác phết lên, phết lên và các bác dùng cho em cái cọ xong bằng sắt ấy. Đấy, cái cọ xong bằng sắt nhà mình vẫn hay xài các bác, kết hợp với lại cái cọ xong bằng sắt rồi đấy, các bác dùng để các bác kết hợp với cái bột này các bác đánh rất là sạch luôn đấy, sạch hết những phần cặn bẩn nó bám lâu ngày thứ này, dầu mỡ nha, rất ok luôn. Giá một hộp này là 20k một hộp nhá, 20k một hộp. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp tẩy xanh, hộp tẩy son nồi đấy, hộp tẩy xanh, hộp tẩy son nồi, giá đang gửi bác là 20k. Đây chuyên dùng để các bác dùng để tẩy son tẩy nồi cái thứ này đấy, sạch sáng bóng cực kỳ ok luôn, 20k một hộp nhé. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cái này em bán khá là nhiều rồi các bạn. Đây các bác cùng xem này, đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện thì chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá, kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, khi mà các bác dùng xong rất là mới xong nồi luôn. 20k nhá, 20k một hũ tẩy xanh, một hũ tẩy xong nồi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ nạo 3 món này. Đấy, bộ nạo rất là hay, một cái bộ nạo sẽ gồm có là 3 món. Các bác mua về dùng để dịp Tết nhất nhiều cỗ bàn là thứ các bác mua về cho em. Đấy, mình nạo các thứ hoa quả này ok luôn. Một cái bộ nạo này sẽ gồm có là một cái cây nạo này. Một cái cây nạo thì nó sẽ có là hai kiểu nạo nhá, một cái kiểu nạo thường và một cái kiểu nạo sợi này. Đấy, các bác nạo sợi các bác nạo cho em phần bên này, nạo thường là các bác nạo cho em phần bên này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn luôn, toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Đấy, và một cái cây nạo kiểu dạng nạo ngang tay này, nhiều bác cầm cái kiểu dọc này các bác không cầm được thì các bác có thể chuyển qua cầm cái kiểu ngang tay này. Đấy, cầm cái kiểu ngang tay các bác cầm cái cây này, và một cái con dao nhá, một cái con dao. Đấy, con dao để các bác tỉa tót hoa này, rồi là những cái phần nó sâu ở trong quả kia rồi các bác dùng để các bác khoét, các bác khều ra. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác có những cái món lòng gà lòng vịt ấy, các bác dùng cái con dao này các bác xía làm lòng gà lòng vịt rất tiện luôn. Đấy, con này em làm xài thích cực kỳ. Và đằng sau nó có một cái rất là hay là một cái zip này. Đấy, ví dụ những cái phần lông gà lông vịt, lông non, lông măng các bác dùng để các bác zip, các bác gắp ra rất ok luôn. Đấy, một bộ nạo này sẽ gồm có là cho các bác là 3 món và rất là nhiều những cái chức năng trong cái bộ nạo này, nạo thường, nạo sợi này, rồi là có dao giếc, dao nhỏ nhỏ đi kèm. Một bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có 30.000 một bộ thôi nhá, 30.000 một bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ nạo 3 món nhá, inox 304 cực kỳ sắc bén luôn, nạo sắc ngon lắm. Bộ nạo 3 món này, bộ nạo 3 món này với giá bên em đang gửi bác là 30k một bộ nhá, 30.000 một cái bộ nạo 3 món nhá, 30k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cọ cốc silicone, để về các bác Tết nhất mình rửa cốc rửa chén này rất cần một cái cây cọ cốc này. Đấy, đặc biệt là những cái dòng cốc mà cốc nó sâu ấy, cốc nó sâu, cốc nó dài thì các bác mua cho em mấy cốc này về, mua cho em mấy cây cọ này về các bác cọ nhá, dùng rất hay luôn. Đây, đấy. Ví dụ như đây cái cốc này thì không nói thì các bác có thể luồn tay được, hoặc là
những cái cốc mà nó dài hơn, nó sâu hơn. Đấy, dài hơn khoảng tầm là 20 cm ạ. Này, cốc nó rất là sâu, các bác không thể luồn tay vào được nhá. Thì các bác mua cho em cái này về, các bác luồn nó vào. Đấy, các bác dùng để các bác cọ này. Đấy, cọ rửa cái phần cốc, những cái phần cốc sâu nhá. Cốc này rồi là chai lọ, những cái phần mà những cái đồ mà nó sâu để các bác xỏ cái này vào để các bác cọ cho em nhá. Đấy, cái phần đầu này của nó sẽ là dạng đầu silicone nhá, nên khi mà các bác cọ ấy, nó rất là sạch cũng như rất là mềm, nó không lo nó bị xước đồ, và đồng thời nó chà hết những phần cáu ghét bẩn ở trong cốc mình ra. Đấy, tay cầm cán nhựa nhá. Con này nó dài, chiều dài nó rơi khoảng tầm là 25-27 cm, khá là dài đấy. Đó, thì bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicone nha, với giá sẽ là đi 20k một cây nhá, 20k một cây thôi, 20k một cây. Đó, 20k. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây cọ cốc đầu silicone nhá, đang gửi bác là 20k. Các bác cọ những cái cốc nó sâu ấy, những cái chai lọ nó sâu, các bác không luồn tay được thì các bác dùng cái này, các bác luồn vào để các bác cọ nhá. Rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn quay. Đấy, cái đèn quay nhiều màu nhá. Cái này rất nhiều màu sắc, rất đẹp luôn. Giá bữa trước đang bán với bác là 60 ngàn, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k cho một chiếc đèn quay này. Đấy, chỉ có 40 ngàn thôi, một chiếc đèn quay rất nhiều màu sắc nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đó, sẽ gồm có cho bác là một cái đuôi nhá, một cái đuôi. Đấy, cái đuôi này có kèm cả công tắc bật tắt này, rất tiện lợi luôn, và một cái con đèn. Đấy, con đèn này thì cái nguyên lý động của nó là nó cứ sẽ quay tròn nhá, quay tròn và nó tạo hiệu ứng rất nhiều màu khác nhau và nó chiếu được rất là xa các bác nhá, nó phản ra rất là xa. Đấy, thì về các bác kết nối thì các bác chỉ việc xoáy vào cái đuôi này cho em này. Xoáy vào cái đuôi này. Đấy, cắm trực tiếp cái này vào trong nguồn 220 cho em. Đó. Đây, cắm trực tiếp nguồn 220 và các bác bật lên cho em. Đấy. Là bắt đầu là cứ thế là nó quay rồi, coi nhá, cứ cứ này nó quay tròn này, có nhìn này, cứ như này là quay tròn này rồi. Đấy, và nó sẽ chiếu ra, chiếu cái ánh sáng này rất nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp luôn. Cái này em đang để trong cái điều kiện là nó có nhá, nó hơi tối, à nó hơi sáng một chút đây, em tắt cái đèn này. Đó, vào đây không? Khi mà tắt cái đèn đi thì nhìn nó lên nó rất là rực rỡ luôn. Đó, nhìn rất là rực rỡ nhá, nó rất nhiều màu sắc huyền ảo khác nhau. Và nó cứ thế là nó quay tròn đi này, nhìn này. Đấy, nó cứ quay tròn và nó chiếu rất là xa luôn. Đấy, nó chiếu được xa và chiếu được không gian rộng nhá. Đấy, nó cứ quay tròn này thôi. Đó, thì lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là đèn quay nhá. Đèn quay nhiều màu sắc khác nhau, cứ quay tròn nha. Đấy, thì ở đây nó có tích hợp cả cái công tắc bật tắt này, lúc nào mà dùng ấy thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, bằng cái công tắc ở cái đuôi luôn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, lúc nào dùng bật lên cho em. Ok luôn. Đó. À, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn quay, hôm nay em xả kho bán em bác luôn, chỉ còn có 40k nhá, 40k cho một chiếc đèn quay nha. Đấy, đèn quay nhiều màu sắc rất là đẹp nha. Đấy, lung linh nhưng chưa các bác, nhìn như ba sàn, nhìn như là vũ trường luôn nhá, rất đẹp luôn. Đó, về các bác dùng để trang trí ngày Tết ngày nhất các thứ, nhà cửa quá ok luôn. Tiếp theo thì em về thêm cho bác cái lô hàng, đó là cái con máy xay bột này. Đấy, máy xay bột cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đó, lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy xay bột nhá. Một con máy xay bột sử dụng nguồn điện 220. Đó, rất tiện dụng luôn. Về cái sản phẩm này thì thông số công suất của nó thì công suất sẽ là vào 250W nhá, sử dụng nguồn điện là 220, tần số 50Hz này. Đó. Con này thì các bác có thể xay được rất nhiều những cái đồ khác nhau, ví dụ như là bột quế này, xay thành bột này, rồi là xay bột ớt này, xay bột cái này hạt tiêu này, rồi là bột đỗ này, bột gạo này, hoa hồi thảo quả này, những cái đồ gia giảm gia vị các bác muốn xay thành bột đấy thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, hoặc là ví dụ các bác mua về mình dùng để xay gạo nấu cháo này cũng rất ok luôn nhá. Đấy, sản phẩm hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, em vào báo giá luôn nhá, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái con máy xay bột cô nhá, máy xay bột đi. Đấy, máy xay bột này. Máy xay bột này thì bữa trước bên em đang bán là 160 ngàn. Đấy, hôm nay em giảm giá cũng thanh lý xả kho bán nhanh các bác luôn. Chỉ còn có 120 nghìn thôi. Bán nhanh luôn. 120 ngàn. Một con máy xay bột nhau nhá. 120k. Mới keng luôn. Và cực kỳ dễ dùng nhá. Cực kỳ dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và em nhắc lại với các bác là cái con này nó chỉ chuyên dùng để các bác xay khô thôi nhá. Đấy, xay bột khô nhá. Chứ còn xay bột ướt là không xay đâu. Chỉ chuyên dùng cho xay bột khô thôi. Đấy thì về rất là dễ dùng. Các bác chỉ việc mở nắp này, cho cái đồ các bác cần xay cho vào đây. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220. Đó, và khi mà các bác đậy cái nắp này vào, nó sẽ có một cái công tắc ở đây này. Đấy, các bác ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây. Là cứ thế là nó quay thôi các bác nhá. Cứ thế là nó quay là nó xay thôi. Xay cực kỳ mịn luôn. Riêng dòng này xay rất mịn nhá. Nếu mà không mịn thì bên em không lấy tiền các bác luôn. Các bác cứ về xay test cho em thoải mái luôn. Đó, các bác nhìn dần phần lưỡi nó này. Lưỡi nó kiểu dạng là lưỡi xoắn, lưỡi lưỡi kiểu nhiều cạnh em nhá, nên là nó xay rất là nhuyễn nhá, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, cái phần trên này thì toàn bộ nó mới inox 34,
rất chắc chắn luôn nhá, bền, đấy, chất lượng, cầm khá là nặng tay nhá, đấy. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái máy xay bột khô nhá, máy xay bột khô, đấy, xay đỗ tương này, xay gạo này, xay các kiểu các loại này, xay bột ớt này, xay bột quế này, các thứ thứ luôn, đấy. 120.000 một chiếc nhá, 120k cho một cái con máy xay bột khô này, xay rất nhuyễn luôn nhá, đấy, xay nhuyễn luôn, các bác không cần phải mang ra quán xá gì, mình chỉ việc ví dụ ở nhà mình có tí món cháo, món lão thứ đấy, mình muốn xay tí bột gạo để mình nấu cháo thì các bác cho luôn đây, các bác xay này, đấy, cho luôn là xay rất tiện luôn, xay tí cái là các bác cho là các bác nấu luôn, ok luôn, đó, máy xay bột khô nhá, 120k nhá, 120k cho một chiếc máy xay bột khô này, dùng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cuộn dây phơi quần áo này, em xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là dây phơi đồ. Đấy, dây phơi đồ hoặc là dây phơi quần áo đều được. Nên em giảm giá xả kho bác dễ mua luôn. Giá chỉ còn có 10.000 một cuộn thôi. 10k một cái cuộn dây phơi nha. Với chiều dài tổng thể là 5 m nhá, 5 m. Đó, 5 m. Có 10.000 một cuộn thôi, bán nhanh xả kho bác luôn. Mỗi cuộn này thì nó đều có cái móc cài nhá, đều có cái móc cài luôn đây này. Đấy, đều có móc cài luôn. Đây nó có cái móc cài ở đầu này, nó có móc cài luôn nhá. Đấy, hai đầu hai móc cài. Và ở đây thiết kế rất hay. Đấy, nó có những cái phần Q1 này. Đấy thì khi mà các bác treo đồ, các bác treo vào những cái khe này thì nó không bị bay đồ nhá. Đấy, không bị bay đồ, phơi đồ. Riêng con này thì các bác cứ rầm rã treo ngoài mưa nắng thoải mái treo luôn. Vì như em cũng đang dùng cái sợi này từ đợt đầu năm, em cũng rầm rã phơi ngoài mưa nắng thoải mái mà. Cũng không rõ là nó đồng cái chất cước gì nhưng mà em thấy nó siêu bền luôn. Nó bền dã man luôn ạ. Nắng mưa các thứ là các bác phơi ngoài trời cho em thoải mái luôn. Đấy, các bác dùng về phơi đồ này, mình phơi chăn, phơi màn, các thứ phơi chiếu này này, rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, mua mình xem chiều dài, chiều dưới các thứ mình cần bao nhiêu thì các bác cứ tính ra. Một cuộn này là 5 mét này. Đấy, các bác tính xem mình cần mua bao nhiêu mét thì các bác mua nhá. Và con này có thể là nối tiếp vào với nhau được vì nó có cái phần móc này này. Đấy, có phần móc này rất ok luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Mà em xả kho bán này nó luôn chỉ có 10 nhà một cuộn nhá. 10 nhà một cuộn dây phơi. Siêu bền luôn nhá, dòng cước cực kỳ bền. Đấy, nó là dạng cước rất bền luôn. Đó. Là 10k một cuộn nhá. Một cuộn này dài được là 5 m này. Đấy, một cuộn dài 5 m. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy các bác về dùng, mình dùng để phơi đồ đấy, phơi đồ, phơi quần áo móc lên rồi là ví dụ chăn màn ấy ra. Đấy, nó có những cái phần lỗ nhá. Ví dụ là gió nó có bay quần áo thứ không vấn đề đâu ạ. Đấy, nó không bị rơi, không bị các thứ nhá. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, về các bác cứ dầm mưa dãi nắng cho em thoải mái. Con này dầm mưa dãi nắng cực kỳ ok luôn. 10k một cuộn nhá, 10k một cuộn. Một cuộn dài là 5 mét thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái xốp mút rửa bát này. Đấy, một cái combo xốp mút rửa bát này thì sẽ gồm có là đi tổng là 3 miếng nhá, 3 miếng để về các bác dùng rửa bát, rửa đĩa thứ là rất ok luôn. Đấy, rất sạch nhá. Đây, nó sẽ gồm có một cái combo này, nó sẽ gồm có là 3 miếng. 3 cái miếng mút rửa bát nha. Đấy, 3 cái miếng mút rửa bát này. Một cái miếng này sẽ gồm có là hai mặt này. Đấy, các bác về dùng để rửa bát rửa đĩa rất sạch luôn. Đó, đây. Một combo là các bác mua là được 3 miếng này. Đấy, sẽ gồm có là một cái mặt nhám để các bác có thể là ví dụ như là những cái chỗ nào mà nó két vào các bác dùng để các bác đánh nhá, và một cái phần trơn này để các bác rửa bình thường. Đó, về rất là ok. Về rửa xoong, rửa nồi, rửa đồ, rửa đạc các thứ như mình, rất là hay luôn. Một cái combo này là một cái combo miếng mút rửa bát này là 3 miếng này, với giá thì chỉ có 10.000 thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái combo miếng mút, miếng xốp rửa bát nhá. Đấy, một combo này là 10k nhá, 10k. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng xốp rửa bát. Xốp rửa bát nhá. Đấy, xốp rửa bát, một combo 3 miếng nhá. Đấy, một combo là 3 miếng, bán một combo này là 10.000. Đấy, 10.000 3 miếng nhá, rất ok luôn. Đó, giá rất bình dân. Mua về rửa bát, rửa đĩa, thứ rửa đồ đây thì mình ok luôn. Có hai mặt nhá, một mặt là mịn và một cái mặt là nhám để các bác kỳ những cái phần cứng đầu, còn cái phần mịn này các bác cọ rửa bình thường. Đó, 10k các bác nhá, 10k. Các bác mua về dùng để hút dầu, hút dầu, hút xăng này, hút nước này, rồi là hút rượu này, rất tiện dụng luôn. Đó, thì một cái bộ ống hút dung dịch này với giá sẽ là 30k một bộ nhá. 30k một bộ, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, ống hút dung dịch. Đấy, cái con này nó có chức năng là tự mồi nhá. Các bác không cần phải cho mồi mà các bác hút như mọi khi ấy. Đấy, rất là khó để các bác sử dụng nhá. Thì các bác dùng cái này, các bác chỉ việc là lắp vào, các bác bóp bóp cho em mấy phát là nó sẽ mồi lên nhá, rất hay luôn. 30k một cái bộ ống hút dung dịch này, 30.000 bộ nhá, dùng rất ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có cho bác này. Đấy, là một cái tay bóp này, một cái dây này, đấy, đi kèm là một cái đai siết. Thì thực ra cái đai siết không cần lắm đâu. Đấy, đi về đây các bác nhìn nhá. Các bác nhìn trên thân cho em này, nó sẽ có là đây, nó sẽ có cái mũi tên.
Nếu mà mũi tên nó chỉ về hướng nào thì tức là cái hướng đấy thì nó sẽ là ra, và cái hướng còn lại thì nó sẽ là hút vào nhá. Thì các bác cái ống này các bác có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra, hoặc là các bác nếu mà các bác không được các bác để nguyên được, ví dụ các bác lắp vào đầu não cũng được nhá. Đấy, lắp đầu ra cũng được, hoặc lắp đầu vào, thường thường thì nó sẽ là lắp đầu vào nhá. Lắp bắt đầu vào. Đấy. Thì các bác lựa nó vào cái phần ống này. Đấy, các bác lựa nó vào cái phần ống. Đó, các bác lựa vào này. Đấy, sau đó có phần này. Các bác cắm vào cái chỗ mà các bác cần hút cho em, và cái phần này các bác chỉ việc bóp này. Đấy, các bác bóp cho em vài lần cái là nó sẽ tự động là nó sẽ mồi những cái phần xăng, phần dầu các thứ ra. Đấy, rồi là nước, rượu thứ ra các bác nhá. Rất là hay luôn. Một cái bộ này thì bên em đang bán cho bác là 30k một bộ nhá. 30k một bộ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch nhá, 30k. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Cái bộ này dùng rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bình thường là các bác hút đấy xăng là các bác cứ hay phải đổ này. Đấy, các bác cho lên cao này, sau đó các bác bóp cho em vài phát là nó sẽ ra nhá. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, bóp vài phát là tự động nó sẽ ra ngay. Rất tiện dụng luôn. Đó, rất là hay nhá. Đây. Sang chỗ khác vậy hãy mua cái này, hút rất đơn giản, không cần dùng miệng hút mồi ống, cũng có thể hút xăng dầu, rất tiện lợi phải không ạ? Nhấn giỏ hàng mua ủng hộ mình nha. Đấy, các bác dùng để hút xăng, hút dầu, hút nước này. Đấy, các bác chỉ việc để sau đó các bác bóp cho em. Đấy thì nó sẽ ra có thế thôi, rất là hay. Đấy, và lưu ý khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cái chỗ mà các bác muốn hút ra thì các bác phải để ở trên cao, còn cái chỗ mà các bác dùng để chứa thì các bác để dưới thấp, thì nó sẽ theo lực quán tính là nước nó sẽ đổ từ thấp từ cao xuống thấp nhá. Đấy thì nó mới xuống được, chứ còn các bác mà để ngang bằng là không thể hút được đâu, em nói luôn đấy nhá. Còn nhiều khi về các bác bảo là không hút được, các bác để ngang bằng sao hút được, các bác phải để từ trên cao xuống dưới thì bắt đầu nó hút được không nhá. 30.000 một cái bộ ống hút dung dịch nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây xăm thịt này, lên mã sẽ là cái cây xăm thịt nhá. Cây này về dùng rất là tiện, các bác muốn thịt thà, các bác mỗi khi mà các bác làm món những cái món ví dụ đặc biệt là món nướng này, rồi là những cái món chiên các thứ, rồi mình chiên cả tảng, mình chiên cả miếng ấy, hoặc là các bác nướng cả tảng thì các bác muốn nó gia vị nó ngấm, hoặc là ví dụ muốn bì nó nổ thì các bác mua ngay trong cái này về. Đây là một cái cây xăm thịt nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều cái gai nhọn bằng inox này. Đấy, nó rất là nhọn luôn, thì các bác dùng rất là dễ, các bác chỉ việc dùng cái này các bác châm. Đấy, các bác dùng này các bác châm vào xem. Đấy thì khi mà châm thì nó sẽ tạo ra những cái nhỗ lỗ nhỏ này này. Đấy, các bác châm vào bì hoặc là châm vào thịt. Đấy, để khi mà các bác ướp này thì gia vị nó ngấm vào rất là đều. Đấy, rất là đậm đà. Đấy, ăn nó không bị nhạt nhòa nhá. Đấy, và muốn bì nó nổ thì các bác dùng cái này các bác châm vào, thì khi mà các bác chiên lên, các bác nướng lên, bì nó nổ rất là giòn luôn. Đấy. Thì em đang gửi bác một cái cây xăm thịt này với giá là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã thì em sẽ được cái cây xăm thịt nhá, giúp gia vị ngấm ngáp ngon hơn, giúp bì nổ giòn hơn. 30k nhá, 30k một cái cây xăm thịt này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp này sẽ gồm có là một cái trăm 100 bao tay thực phẩm. Đấy, đi về các bác dùng để các bác xài. Đấy, tiết nhất các bác xài nhiều. Đấy, đặc biệt là nhiều những cái món mà cần bao tay cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác đi cho em cái mua trên cái đôi bao tay và các bác đi nhá, rất là sạch luôn. Đấy, một hộp này là sẽ cùng có là 100 cái nhá, một hộp là 100 cái chiếc bao tay này. Đấy, nó là dạng bao tay nylon nhá, thì khi mà các bác dùng một lần các bác bỏ luôn. Đấy, rất ok. Giá nó hạt rẻ lắm, một cái hộp này 100 cái thì giá nó chỉ có là đi 20.000 thôi nhá, 20.000. Đấy, bao tay thì nó là dạng nylon dẻo nhá, dạng nylon dẻo, đi nó rất là vừa tay, các bác nhìn này. Đi rất là vừa tay, đi rất là thật tay. Bình thường ấy, là các bác hay mua những cái dạng bao tay ấy, ở ngoài chợ, ngoài siêu thị ấy, đi là nó cứ hay lùm xe lùm xùm, nó rất là khó làm. Đấy, đặc biệt là các bác làm bếp làm giáp ra. Đấy, thái dao giữa con thứ mà cầm nó không chắc ấy. Đấy, chẳng may thái trượt tay cái rất là nguy hiểm. Đây, con này nó đi, các bác nhìn này. Đi nó rất là ôm tay luôn. Đấy, nó không bị thừa đâu, nó không bị thừa đâu. Đi rất là ôm tay và rất là hay. Đó. Và các bác sử dụng hoạt động nó rất là thật tay luôn. Đấy. Thì một cái hộp này, cái này em nói luôn nó rất là co giãn, các nhìn này. Kéo này. Đấy, kéo nó rất là co giãn nhá. Bình thường những cái kia mà các bác kéo cái nó rách ngay, con nhìn này, con nhìn này. Kéo co giãn dã man luôn, các nhìn này. Em kéo nó giãn này nó còn chưa rách này. Đấy, nó rất là co giãn luôn. Nên là khi mà các bác sử dụng nó xài rất ok. Đấy, thì một hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp là đi 100 cái nhá các nhá, một hộp là số lượng là 100 cái. 100 cái nhà này, 100 cái này tức là vào là 50 đô nhá, tức là vào là 50 đô đấy. Thì lên mã giúp em sẽ là bao tay thực phẩm nhá. Đấy, bao tay thực phẩm, bao tay nhà bếp. Giá của em đang gửi bác là 20k nhá, 20k trên một hộp. Đó, 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 100 cái này tức là vào là 50 đô này. Đấy. Các bác nhìn em cầm bút em viết này vẫn ok luôn nhá, không có bị vướng viết thì không có bị khó làm hay khó viết nào đâu, rất ok luôn. Đó. Một hộp là một hộp bao tay thực phẩm là 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái bao tay nhá. Đấy, tức là vào là 50 đô nhá, 50 đô đấy. Đó. Rất là dẻo luôn. Các bác dùng một lần xong là bỏ luôn nhá. Đó.
Nói chung là nếu mà về làm bếp làm giáp các bác dùng một đôi này các bác dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn. Đó, và nó rất là co giãn luôn nhá, co giãn rất tốt. Đấy, nó là dạng dạng ni lông ngon, ni lông xịn đấy. Nên co giãn rất là ok. 20k một cái đôi bao tay phẩm một hộp nha. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy, lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy, về các bác xào nấu rán riêu đây cho ra thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28 cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy, chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này. Tay cầm này, đấy chắc chắn ok luôn. Đây còn đây là phần lòng chảo này. Đấy, lòng chảo 28 cm khá thoải mái, về các bác sán rán xào nấu đây cho em thoải mái luôn. Đây, toàn bộ là vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá. Về các bác xài. Đấy thì cái này xài nếu mà các bác muốn rán thì các bác phải cho già dầu lên. Đấy thì rán là nó mới ok được, vì cái chất chảo của cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế, các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên. Đấy thì rán thì nó mới đỡ dính thôi nhá, nó không dính các bác. Còn khi mà các bác để dầu yếu, lửa yếu ấy, là rán nó rất là dễ dính các bác nhá. Cái đặc nguyên lý động của chảo tổ ong là nó là như thế nhá, chứ nhiều khi về các bác không biết xài, không biết dùng, các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi nên rất là khó. Đấy, còn về các bác xào nấu thì ăn thoải mái luôn con này. Nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân, nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã anh em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28 cm. Về các bác rán xào nấu ở đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều, mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước, các thứ ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần như này nhá. 40k một típ này là 100 ml nhá. Đấy, một típ này là 100 ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo đem lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomao Nao công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200 m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể là cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây,
Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bạn nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay. Rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này. Bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon lành. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này. Sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em so chỉ có một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá. Sáng rất rộng luôn này. Sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này. Nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bác nhìn này. Bờ ruộng, bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này.
Đây, con nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nha. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nha. Đây này. Ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn nếu các bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo LED này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn này. Em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhé. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó. Đây. Đây. Đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy. Sáng dã man luôn. Đây. Chỉ có một cái con đèn này thôi nhá. Mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi. Đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn hai đầu, đấy 350k, giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.